Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, đó là Thanh Minh Tự. Đây là di tích văn hóa tâm linh tọa lạc tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nếu như trước đây, người ta thường biết đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là nơi để du lịch biển, thì ngày nay, sức hấp dẫn ở Bình Thuận còn thể hiện ở những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, gắn liền với những truyền thuyết, di tích lịch sử như Chùa Hang, Linh Quang Tự, Đức Mẹ Tà Bao, Người Tà Cú, vân vân. Trong đó, có nhiều di tích lịch sử là những điểm du lịch tâm linh, thu hút, hấp dẫn. Kể đến đầu tiên chính là Thanh Minh Tự, một ngôi chùa cổ giữa lòng thành phố Phan Thiết. Tọa lạc tại khu đô thị biển Phan Thiết, thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Thanh Minh Tự nguyên là ngôi chùa được bà con trong hội Thanh Minh đặt viên đá đầu tiên, xây dựng vào thời vua Tự Đức năm Bính Tý. Với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc và yên bình là thế, nhưng ít ai biết được trước khi được phục dựng lại vào năm 2015. Trong khuôn viên Thanh Minh Tự còn có miếu Ngũ Hành thờ ngũ vị thánh mẫu kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là tín ngưỡng theo thuyết ngũ hành, thể hiện lòng tôn kính đối với vũ trụ, phù hợp với quan niệm Á Đông. Với kiến trúc chùa bằng gỗ, mái ngói âm dương, tường gạch kèo trong các điện thờ được chạm khắc tinh xảo cùng với những bài vị hơn trăm tuổi. Bên cạnh giữ nguyên kiến trúc cổ, Thanh Minh Tự còn được thiết kế hồ nước bao quanh, cá tung tăng bơi lội, hoa sen. Tất cả đã tạo nên khung cảnh đẹp, thanh tịnh, yên bình cho du khách thập phương đến tham quan viếng cảnh Thanh Minh Tự và miếu Ngũ Hành. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài vẻ đẹp của Thanh Minh Tự nhé.
Di tích Thanh Minh Tự và Miếu Ngũ Hành hiện mở cửa phục vụ du khách thập phương từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày. Với một khung cảnh thanh tịnh, cổ kính, thi vị, cùng với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn bó bền vững với người dân nơi đây, Thanh Minh Tự giờ đây không chỉ là nơi tín ngưỡng của người dân địa phương, mà còn là điểm tham quan của khách thập phương mỗi lần đến thành phố biển Phan Thiết, Bình Thuận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.